Chào các bạn, mình đang đứng ở trên cầu Diêu Trì các bạn, tức là cái ranh giới của thành phố Quy Nhơn đi qua bên Tuy Phước các bạn. Qua cầu Diêu Trì là qua Tuy Phước. Đây là cầu Diêu Trì. Ở trong kia có một cái chùa cũng khá lớn các bạn. Hôm nay mình nhận làm đi làm ở một nơi tương đối nó hơi xa một xíu bạn, cách Quy Nhơn khoảng 20 cây, mình đi lên đây khoảng 10 cây rồi, khoảng 12 cây 13 cây rồi, còn khoảng 6-7 cây nữa là tới nơi, tức là mình sẽ đi qua cầu Diêu Trì rồi mình đi lên cái đường Văn Canh các bạn. Sở dĩ hôm nay mình nhận xe sang chút là vì mình cũng tính là đi lên đây để quay một số cảnh ở trên đây cho nó là lạ các bạn. Cho hồi giờ nói chung mình cũng ít đi làm xa các bạn. Đây là toàn cảnh cầu Diêu Trì. Bây giờ mình đi các bạn, mình đi lên qua cầu rồi mình đi rẽ bên tay trái các bạn. Đây mình cua qua tay trái các bạn, đi lên Văn Canh. Đây là như quốc lộ 19 C hay D gì đó, mình quên rồi, nhưng mà đại khái là quốc lộ 19, nhưng mà đường cũ các bạn, đường đi lên Văn Canh đó. Đường đây nếu mà đi hết đường nó lên vô tới Tuy Hòa các bạn, như là lên tới Đắk Lắk Tuy Hòa gì đó. Đây là Tịnh Xá Ngọc Long các bạn. Mình đang đứng trước Tịnh Xá Ngọc Long. Đây bạn, đây là Tịnh Xá Ngọc Long. Thank you.
Mình đi lên một đoạn này sẽ tới cái khu công nghiệp Phước An nha các bạn. Cái đường này đi lên một đoạn. Đường này nói chung là người ta tráng nhựa rồi bạn. Tráng nhựa lại rồi và nó mở rộng ra so với hồi xưa. Nhưng mà cũng chưa rộng lắm bạn. Đây hạt kiểm lâm Thị Phước Liên huyện. Đây là cái đường đi vào khu công nghiệp Phước An này, xe người ta đang chuẩn bị vào khu công nghiệp này. À không phải, đây đi vào công ty gì á, còn Phước An là đi vào cái đường lớn. Vào của khu Nguyễn Hoa là đi lên một đoạn nữa các bạn. Đây có cây xăng như qua cây xăng Bình An hay phải, mình nhìn kịp. Như đi lên một đoạn nữa là sẽ có cái đường rẽ vào khu công nghiệp Phước An. Khu công nghiệp đó tương đối lớn các bạn. Ở dưới dư trì đi lên. À như tới rồi bạn. Đây cái đoạn đây là đi vào khu công nghiệp Phước An. Bên đây có một cái gì cũng rộng rộng, không biết cái gì. Phía đây bạn, đây khu công nghiệp Phước An đây bạn. Đi vào khu công nghiệp Phước An này. Đó, đường đó là rẽ vào khu công nghiệp Phước An. Khỏi cổng các bạn. À mình vừa đi qua khu công nghiệp Phước An các bạn. Để mình chỉnh cái máy lại cho nó. Bây giờ mình đi tiếp. Cái đường đây với mật độ xe cộ đây thì thấy hơi chật bạn, nhưng mà cũng may là xe như xe nhỏ nhỏ, chứ còn không xe lớn lắm mà xe tải nhỏ. Cái xe tải người ta chở đất chở cát á. Đây thì nhà người ta xây gần như cấp 4 là chính các bạn. Thỉnh thoảng cũng có nhà lầu. Thỉnh thoảng có nhà lầu nhưng mà cũng có một tầng thôi bạn. Còn phần lớn là nhà cấp 4 mà. Nói chung là người ta đều làm có cái sân trước mà. Phần lớn nhà nào cũng có cái sân.
thấy có đường dây 500 kV chạy ngang băng qua đường mà. Bên cái phía tay trái mình hình như cái núi này mình nhớ nhớ là nó nằm ở đâu phía Phú Tài các bạn. Không biết cái núi tên gì mình cũng không nhớ mà. Nhưng mà hồi xưa bạn mình ở Phú Tài thì nó cũng nói đi lên cái núi đây đi lấy củi vậy mà. Là cái núi phía bên Phú Tài này. Phía trên cao kia mình thấy không biết bạn chắc bạn sao bạn thấy mình thấy một số tảng đá nó nằm ở trên tút cao bạn ghê quá là mấy cái tảng đá nó lăn xuống chắc ở dưới lạnh đủ tảng đá bự không bạn để mình đứng lại mình quay các bạn xem đi nha. Ủa đá bự lắm mình zoom lại một chút các bạn coi thử thấy không. Ui trời đá ghê lắm rồi. Đá to. Đó đá nó nằm tuốt trên đỉnh luôn á. Ui cái đây mà nó mà có sự cố gì nó lăn xuống thì mấy nhà dưới đây chắc nó văng cho sợ ra từ đường cái quá. Thôi mình đi tiếp. Kệ có đi thấy gì quay cho vui mà. Mới thấy có hai cái xe tải tương đối khá lớn. Còn nãy giờ là mình đi mình gặp là xe tải nhỏ không? Đường đây nếu mà không có xe tải đó thì chắc cũng yên tĩnh luôn ạ. Do cái hệ thống trên cái đường đây hình như là người ta khai thác cát ở mấy cái dọc cái sông này nè, người ta dọc cái bờ sông người ta khai thác cát cho nên là hình như là người ta chuyên chở là gần như là thành thế hay là hay chở cát nhiều à. Không biết là bữa nay còn rồi còn như hay khai thác cát á. Đây vườn ươm cây giống công nghệ cao. Trên này thì mình thấy đất ở đây nó cũng còn tương đối mà. Ở dọc đường thì nhà dân ở chỗ mà phía bên trong thấy đất đai không còn. Người ta mở xưởng, mở công ty rồi người ta làm các vườn cây trồng cũng còn nhiều. Khu này hồi xưa là thuộc loại thưa dân các bạn. Bữa nay thì dân cư người ta ở dọc với hai bên đường khá đông rồi. Hồi xưa mấy cái vùng đây là dân cư thưa lắm. Bây giờ mình đi mà mình chưa biết là cái địa điểm mình làm là nó nằm khoảng nào mình cũng chưa coi kỹ bạn nhớ là khoảng
sáu cái số, từ sáu bảy cái số gì ở dưới ngã ba chỗ Diêu Trì á, ngã ba đường đi Văn Canh nó đi lên. Bây giờ mình đứng tới khúc cua đây rồi mình kiểm tra là coi thử là còn xa gần nha các bạn. Nói chung là mình đi tới cái chỗ làm thôi các bạn. Nói chung là để review một số cái đoạn đường đi Văn Canh cho các bạn thấy một số cái khung cảnh nhà cửa và cái đường đi Văn Canh thôi. Chứ còn mình tới chỗ làm thôi các bạn. Bây giờ mình đứng ngay khúc cua này. Để mình vào cái chỗ dâm kia mình xem cái địa điểm làm. Xong rồi mình sẽ quay tiếp các bạn. Như vậy là mình đang đi tới cái chỗ mà cái khúc bắt đầu là cua vô chỗ làm mà. Mình sẵn là mình review các bạn xem cái đoạn mà dân cư ở trong cái đường bê tông đó các bạn. Đây là ở cái đoạn dưới mình đi lên thì cái sau khi qua cái đường nhựa tới cái một cái đường bê tông các bạn. Bê tông cũng khá lớn. Tức là đường quốc lộ 19C á. Thì cái đoạn đây là đoạn bê tông. Nhưng mà tới đây là có một cái ngã rẽ bên tay trái mà có cái bạn để chịu 10T, xe chắc 10 tấn đi vào đó, thì mình đi vào đó review cái khu dân cư trong đó luôn mà mình sẽ làm ở trong đó. Bây giờ mời các bạn đi vào. Đường bê tông. Các bạn xem cho biết cái dân cư ở trong hai bên cái đường đi Văn Canh mà. Đây. Trong đây là người ta trồng rau muống. Chỗ đây sẽ trồng rau muống à. Rau muống mà như là trồng không có, có trồng rau muống nước. Trong đây là lúa. Trên này lúa. Mà thấy nó đất nó hơi khô cằn, sợ chắc trên này hệ thống nước nó cũng có nước mà như hơi khô. Đây là muống. Đây đường bê tông đi vào, mình coi lại Google thử coi là tới đâu rồi. Còn một đoạn nữa là cua bên tay trái mà. Đây có Google Maps chỉ đường mà. Trời ơi, mấy cái đám cưới đây làm sao mình biết, nói mà làm sao biết mình làm gì. Coi tới cua chưa? Chưa bạn, chưa lên một đoạn nữa. Chắc đoạn đây bạn. Đúng rồi, cua qua tay trái. Đúng rồi. Đó như vậy, nếu mà không có Google biết đường nào đi mà vô mà xóm, vô trong xóm rồi vậy là không biết mà. Đây. Không biết là tới cái địa điểm chưa. Đây bạn, đây có cây hồi giấy đẹp. Đường đây nhỏ bạn, có 1,5 m. Chắc là tới nghe nhạc sập sinh rồi. Rồi đúng rồi. Đây, nó đây. Rồi, xin chào các bạn em. Ở phía trước đám cưới này, thấy cái khung cảnh đây nó cũng hay hay, nhà quê thấy thư thái các bạn. Đây người ta trồng mì, có mấy cây mì này. Ồ, một cái vườn mì luôn. Nó lọt cái nhạc vô, không biết cái nhạc đó có bản quyền không, mình không biết. Đây lúa bạn. Rồi mình quay cho bạn xem gì vui. Ở nhà quê
Hồi giờ mình ở thành phố mình ít thấy mấy cái cảnh này mà. Về nhà quê coi nó cũng là lạ. À đây người ta căng một cái da mà. Da còn không biết con gì đây. Người ta phơi muôn. Chắc người ta lùn một cái da, chắc da trâu da bò vậy mà. Đây này. Người ta phơi, người ta căng trên cái cây tre. Lột cái da đang còn tươi bạn. Chưa khô. À phía bên đây là lúa bạn. Bên kia có cái vườn cây gì á. Bên này lúa. À, khung cảnh nhà quê ở đường đi Văn Canh nha bạn. Rồi xin chào các bạn.